phát hiện Nhậm Gia Luân mắc chứng tự luyến cực nặng, còn mê đọc nhật ký của mình ngoài đời ở tiên sinh thản lằn. Hóa ra Nhậm Gia Luân lại cuồng bản thân mình đến như thế này. Tiểu thư Quả Đen và Tiên Sinh Thản Lằn hiện đang là một trong số những bộ phim gây sốt cộng đồng fan ngôn tình bởi nội dung đáng yêu và ngọt ngào. Cuộc sống của nam chính Cố Xuyên Nhậm Gia Luân dường như đã có nhiều xáo trộn sau một vụ tai nạn. Từ một chàng thiếu niên hoạt bát, anh trở nên thiếu niềm tin vào thế giới xung quanh, bởi từ nay anh sẽ phải sống với một trái tim nhân tạo. Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề tim mạch, Cố Tổng mới đây còn bị fan hâm mộ phát hiện mắc chứng tự luyến cực nặng khi có động thái hâm mộ cuồng nhiệt Nhậm Gia Luân trong một tập phim. Cuốn sách mà Cố Xuyên cầm trên tay có tựa đề Quốc Văn Siêu Tập của tác giả Nhậm Quốc Siêu, hay người ta vẫn thường biết đến với cái tên thân thuộc là Nhậm Gia Luân. Cuốn sách dày đến 300 trang này thực chất là một bản ghi chép lại những gì Nhậm Quốc Siêu, Nhậm Gia Luân đã từng viết ở trên blog cá nhân trong khoảng thời gian 2 năm, tính từ năm 2007 đến đầu năm 2009. Những chuyện lớn nhỏ trong cuộc đời anh, bao gồm cả những người xung quanh, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đều được ghi chép đầy đủ trong Quốc Văn Siêu Tập. Văn phong của nhà văn Nhậm Gia Luân cũng được người hâm mộ nhận xét là đáng yêu, hài hước, gần gũi với người đọc. Ví dụ như một đoạn ngắn sau đây: xuất phát từ sự nhàm chán, tôi đã lập một cái blog cho bản thân. Từ trước đến nay tôi chưa từng dùng blog nên không biết phải làm sao. Gần đây tôi đột nhiên có ý tưởng, phải có cho bản thân một cái blog. Rất kỳ quái đúng không? Nếu như bổn thiếu, ha ha, câu cửa miệng của tôi, có thời gian sẽ thường xuyên ghé blog đó. Hy vọng mọi người cũng ủng hộ nhiều nha. Chắc hẳn ai đọc xong những dòng này đều cảm thấy vô cùng thoải mái bởi lối hành văn tự nhiên này của Nhậm Gia Luân. Bên cạnh việc đọc nhật ký của Nhậm Quốc Siêu, Nhậm Gia Luân, Cố Tổng còn bị khán giả soi ra việc trưng ảnh của Mỹ Nam trên kệ sách trong tập 16 của Tiểu thư Quả Đen và Tiên sinh Thản Lằn. Trước bí mật này của Tổng Giám đốc Cố Xuyên, fan hâm mộ đã tỏ ra vô cùng thích thú. Hóa ra Tổng Tài lạnh lùng cũng có sở thích đu trai đẹp như bao thiểu nữ khác, mà lại là còn bản thân mình ngoài đời nữa. Hình ảnh của Nhậm Gia Luân, Nhậm Quốc Siêu được đặt trong văn phòng của Cố Tổng. Idol trong lòng Cố Xuyên bấy lâu đã bị khán giả phát hiện mất rồi, mà lại là Nhậm Gia Luân mới ngộ. Một số bình luận của cộng đồng mạng như sau: hóa ra anh Xuyên cũng đem lòng yêu Nhậm Gia Luân, ủa lợn Nhậm Quốc Siêu như chúng tôi. Khán giả xem phim toàn là cách thành soi. Nhất anh Siêu nhé, có hẳn đại fan ở Tổng Giám đốc còn gì bằng. Không ai có thể thoát khỏi sự hấp dẫn của Nhậm Quốc Siêu. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.